Vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày hôm nay, một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu đất chứa đổ phế liệu dưới chân cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đám cháy đã lan nhanh ra diện tích gần 1.000 m2. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường kết hợp với lực lượng dân quân để dập lửa. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, đây là khu đất thuộc quản lý của công ty Sơn Thanh, cạnh đó là trạm trộn bê tông tươi. Đám cháy cũng đã tạo ra khí độc và mùi rất khó chịu. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.